các bác thấy sao? hôm nay Tuấn lên nè, à, phải nói là toàn những hàng có tên tuổi cho bác. À, đôi loa ngoài cùng này là đôi loa JAMO, một thương hiệu JAMO rất là nổi tiếng JAMO của Đan Mạch. đôi chính giữa là đôi loa đến từ Đức Pháp. toàn hàng, toàn hàng ngon các bác. ngon, giá quá ngon luôn. giá cho bao các bác tham khảo toàn quốc cho nó nhanh. kênh của em báo giá đây là giá bán bác nào thấy nó hợp lý liên hệ nhiều bác cứ gọi cho mặc cả kỳ kèo nó mất việc lắm em công khai giá cho bác tham khảo đôi giữa này là đôi loa của pháp và đôi ngoài cùng là đôi loa đến từ đất nước anh quốc tất cả những dòng loa này đều những là thương hiệu tên tuổi nổi tiếng rồi nghe nhạc bao hay bao phê cho bác luôn sau đây mà tuấn sẽ vào giới thiệu chi tiết từng đôi giới thiệu ba đôi này hàng thì sẽ bắt đầu hết tết rồi anh em sẽ về thường xuyên cho bác tiếp tục những đôi loa Những đôi loa Pháp Mà cái Model 715 LE này Năm ngoái năm kia Có những nơi có điện Có vị trí các bác cứ vào Google Hoặc là vào Youtube Trên kênh của em Những cái đôi này ngày xưa cũng có Nó toàn 17, 18, 19 triệu Có đôi 20 mấy triệu cười. Đến thời điểm này Thì các bác quá Mày mại yêu ái cho bác rồi Đôi này là 13 triệu 900 Đôi loa kép à, Kép Q50S Kép Q50S công suất 300W đôi này một chiếc là 150W 4 triệu 8 1 triệu 8 và đôi ngoài này nữa là đôi loa Zamo Connect 800 con này công suất mắc của em nó là 200W một loa vậy là công suất mắc cả đôi là 400W giá cũng 4 triệu 800 nghìn ok chưa sau đây mà sẽ em sẽ mở nhá mở nắp ít căng cho bác đây đây ạ à. đấy em mở căng cho bác con này là vỏ màu à... nâu tím nâu à gọi là kiểu bóc đô các thứ đấy ạ à, bác nhìn này. một đôi loa mà có nhìn chưa có bát phía dưới cùng con chung ở đây và con tép nó nằm ở chính giữa này bác nhìn này nhé đồng trục tép chính giữa này tép ở chính giữa còn con phía này là con chung chưa chưa ép lồng đồng trục đấy đây cái chỗ này là cái giấy dán này giấy dán gì những cái này thì báo cáo bác là bác thích về bác dán cái gì thì bác dán mà không thì bác nào thích màu đẹp thì bác sơn màu trắng hay sơn màu đen đi làm cái gì được nó là cái nó là cái vỏ nhựa nhé quan trọng nhất là giá trị của loa loa thì gần này. gần còn zin các bạn loa gần còn zin con này có đến hai lỗ thông hơi một lỗ thông hơi phía sau lỗ thông hơi phía sau này là của cái giải bát này lỗ thông hơi phía trước này là từ đây của cái giải chung và giải con tép trên này Đấy. hai lỗ thông hơi với tầm tiền này chắc là các bác không kiếm được những đôi loa nào hay hơn nó đâu Không kiếm được đâu Các bác cứ tham khảo về loa Anh Quốc Loa Anh Quốc mà ghép nó cũng rẻ Nhẹ nhàng Đây ạ à. à. Made in England chưa? Con này con này, kép Q50S Đây công suất báo gì 150W một loa một loa Vậy là một đôi của nó công suất mắc là 300W mà Cái kích thước chiều ngang của thùng này tầm khoảng độ 19 Chiều ngang này 19 Chiều cao hơn là 1 2 À, 4, chiều cao 80 chiều cao của em là 80 và chiều sâu nhé. chiều sâu nó lên đến hơn chiều sâu 30 chiều sâu 30 ạ Ê, căng đây kép quỳ 4 triệu 8 các bác nhé 4 triệu 8 quá tham khảo thoải mái đi Đấy, cứ tham khảo thoải mái thuận mua vừa bán cho nó dễ hàng bên em bao hoạt động bình thường hết sang đến đôi này có mức giá 13 triệu 9 đó là đôi loa à, Focus, thường gọi là Focus, Focus, Focus của Pháp này. Đây nhé, thương hiệu của Focus, Focus. Đây ạ, coi nhìn nhé. À, con Focus này, Nó nhìn chưa? Made in France. Focus. Con này, à, đấy. Con này con Focus này Volvo Focus này. À, 7, 1, 5, e. chưa? Đấy, đây. Bảy, một trăm RE Kiểu chưa? Dập, hai cầu. Đấy. Mức giá phải nói luôn là so với mấy những năm về trước rẻ đến 5 đến 7 triệu rồi Quá mềm mại cho các bác. For cấp loa của Pháp báo cáo các bác là chắc chắn là nếu mà so tất cả các dòng loa thì dòng loa này là có chất bát mềm, phải nói là mềm như bún luôn. Nó mềm nhất luôn đấy, Nó mềm nó nhẹ nhàng lắm. Loa Pháp nó cứ nói trên nghe nó hát như, như kiểu nó thì thào, thật. Dòng loa Pháp nó nhẹ lắm, nó mềm nó mượt. Bác nào thích cái cảm giác nó mềm mượt thì dòng này. Đây, nó pháp Được thiết kế với lại hai con bát Lỗ thùng hơi phía trước có tuyệt vời luôn ạ Lỗ thùng hơi phía trước này rất tiện cho các bác nào ở Nhà nó hẹp Đẩy sát được qua vào trong Đấy, nhé. Và còn rất là đẹp luôn, gân còn zin luôn Gân zin hết Gân zin, tép Con này 13 triệu 900 ,00. à, Đôi này có chiều cao là 80 Thì đôi này chiều cao là 90 À, chiều sâu con này nó lên đến tầm khoảng độ 28 cm chiều sâu 26 hoặc 28 thì còn đấy. Chiều ngang thì con này lại 20. Đấy. Mức giá 13 triệu 900 nghìn. 13 triệu 900. Hai cầu. Hai <laughs> cầu loại. Sang đến đôi cuối cùng bên này. Đó là đôi loa đến từ đất nước Đan Mạch. Mô Đa số là của Đan Mạch. Giamo. Made in Denmark. Mạch. Thì ở đôi này. Có chiều cao nó tầm 85. Nó thấp hơn con này một ít. Nói cao hơn kia. Tầm 85. Ở chiều ngang con này thì nó lên đến tầm 25 cơ chứ không có 20. Chiều ngang con này lên đến 25. 25 hơn 25. Chiều sâu cũng tuần hơn 25. Và vuông. Này về mặt phía trước thì em nhấc cái căng cho bác nhìn. Nhấc cái căng cho bác xem. Đấy. Con này bác nhìn chưa ạ? 4 bát luôn ạ. Được thiết kế với hai bát 20. Con này hai bát 20 ạ. Con này thiết kế với hai bát 20 bác nhá. Chú ý hội em Thế nên nó lên đến 400W một đôi này đấy. 2 bát 20. À, một tép đòm. Một chung giấy. Tép đòm chung giấy. Tất cả ốc đều là ốc lục giác hết. Nhé. Lục giác ốc hoa khề. À, lỗ thông hơi. Đây. Các nhìn này. Lỗ thông hơi còn vẫn còn cả cái màng. Chống côn trùng. Chống côn trùng. Đây. À, đôi loa. Có model là Jamo Connect 800. À, có công suất từ 140 đến mắc 200W một chiếc loa đấy một chiếc loa vậy là cái đôi này có mắc là 400W cả một đôi con này cũng đánh hai cầu luôn bạn nhìn chưa con này hai cầu loa luôn ok chưa loa đẹp này là rất là đẹp quả nó là quá đẹp luôn tất cả đây đều, đều là ốc lục giác hết lục giác, kế cái lục giác hết ạ đấy dòng này thì các bác có thể đánh với lệ âm ly rốt theo này âm ly jam ở Jammo thì ấy nó với âm ly Deron. Nói bác nào có Deron có thứ. Nói chung là dòng này nó cũng nhiều âm ly ghét được. Cừ Đấy. Ok chưa? Đấy, mức giá thì em tốt báo rồi, 4.800.000đ. triệu 800 nghìn. 4 triệu 800 000 cho đôi loa này. Bác là có nhu cầu liên hệ với em. 4 triệu 8 Vừa rồi em giới thiệu cho bác ba đôi, ba đôi loa đến từ Pháp này, Đan Mạch và Anh Quốc. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Em à, cảm ơn các bác.